12 giờ trôi qua, không có ca mắc mới COVID-19, có 10 trường hợp có tiên lượng rất nặng và nguy kịch. Bản tin 6 giờ sáng ngày 5 tháng 9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19. Như vậy, 12 giờ trôi qua, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Hiện có 10 trường hợp có tiên lượng rất nặng và nguy kịch. Số trường hợp cách ly chống dịch giảm từ hơn 61.000 người xuống còn hơn 43.000 người vào sáng hôm nay. Số ca mắc ở Việt Nam. Tính đến 6 giờ ngày 5 tháng 9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 551 ca. Tính từ 18 giờ ngày 4 tháng 9 đến 6 giờ ngày 5 tháng 9, không có ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Số người cách ly. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 43.154. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 957, cách ly tập trung tại cơ sở khác 14.950, cách ly tại nhà nơi lưu trú 27.247. Tình hình điều trị. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 786 bệnh nhân COVID-19 trên 1.049 ca mắc. Tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại 19 cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 24 ca, số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 52 ca, số ca âm tính lần 3 là 23 ca. Báo cáo của Tiểu ban điều trị cũng cho biết, hiện có 10 trường hợp có tiên lượng rất nặng và nguy kịch, trong đó 4 trường hợp thở oxy, 1 trường hợp thở máy không xâm nhập, 5 bệnh nhân phải thở máy xâm nhập, không có bệnh nhân nào chạy phổi nhân tạo. Tiểu ban điều trị cũng cho biết thêm, diễn tiến điều trị, hiện có 6 bệnh nhân tiên lượng rất nặng và 2 bệnh nhân có tiên lượng tử vong gần, đó là bệnh nhân 763, 46 tuổi, điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang. Hiện đã 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và bệnh nhân 604, 51 tuổi là nữ, điều trị ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Riêng bệnh nhân 763 đã nhiều lần được các thầy thuốc tại Trung tâm Y tế Hòa Vang xin hội chẩn toàn quốc với các chuyên gia hàng đầu cả nước về hồi sức tích cực, truyền nhiễm cấp cứu phổi. Trong danh sách các bệnh nhân có tình trạng lâm sàng nguy kịch, đây là bệnh nhân trẻ tuổi nhất. Trong cuộc hội chẩn gần đây nhất, bệnh nhân 763 chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi COVID-19 trên nền bệnh nhân suy thận mạn, tăng huyết áp. Thưa quý vị, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2, Đà Nẵng có gần 11.000 thí sinh tham gia. Điều đặc biệt lần đầu tiên xảy ra là đợt này có 42 học sinh của các tỉnh thành khác đang mắc kẹt tại thành phố vì dịch bệnh COVID-19 cũng được dự thi. Các em đã được địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để có tâm lý thoải mái nhất trước ngày dự thi. Hơn một tháng nay, vì dịch bệnh COVID-19, em Nguyễn Ngọc Trọng không thể trở về thành phố Hồ Chí Minh để tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Xa gia đình, Trọng gặp không ít khó khăn về nơi ăn trốn ở giữa tâm dịch cùng cảm xúc lo lắng, bất an. Được sự hỗ trợ kịp thời của Thành đoàn Đà Nẵng và người dân địa phương, Trọng đã có nơi ở mới, được miễn phí hoàn toàn từ sinh hoạt đến ăn ở. Các anh chị hỗ trợ bên Thành đoàn thì em thấy cũng rất là vui và cũng đảm bảo được tinh thần để an tâm thi tốt. Mình cũng là một người dân xa quê sống ở Đà Nẵng thì mình cũng hiểu được tâm lý đó. Thì cho nên là mình trong lòng mình cũng mong muốn cho các em có chỗ ở ổn định thì các em yên tâm học hành và thi cho nó đạt kết quả. Trong kỳ thi này, Thành đoàn Đà Nẵng đã xây dựng mô hình mỗi sinh viên hỗ trợ một học sinh. Theo đó, mỗi bạn tình nguyện viên sẽ hỗ trợ một em học sinh về phương tiện di chuyển đến các điểm thi, về nơi ở và bất kỳ yêu cầu nào khi các em cần đến sự giúp đỡ trong suốt các ngày diễn ra kỳ thi. Vì tập đoàn
đã trách nhiệm đã có cái hỗ trợ cụ thể cho các bạn tại ba cái địa điểm mà ba cái khu vực mà cho các em để các em có cái tiếp gần nhất cái điểm các em đến dự thi. Chúng tôi đã phối hợp với thành đoàn có cái số điện thoại liên hệ cụ thể cũng như thông báo đến toàn thể các trường hợp thí sinh này. Nếu các em có nhu cầu khó khăn về việc nơi ở, về việc vận chuyển đi lại hoặc là về cái điều kiện ăn uống hàng ngày thì thành đoàn sẽ có cái sự phối hợp hỗ trợ đến toàn thể các em. Trước đó, Đà Nẵng cũng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 42 học sinh đang mắc kẹt tại đây để sẵn sàng cho một kỳ thi thuận lợi nhất cho các em. Thưa quý vị và các bạn, do COVID-19 bùng phát nên hơn 26.000 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã phải hoãn lại và tham gia thi đợt 2, bắt đầu từ ngày hôm nay ngày 3 tháng 9. Tại Đà Nẵng, nơi là tâm dịch của đợt COVID-19 lần 2, cũng có 11.000 thí sinh dự thi. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên VTC, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được đảm bảo an toàn, giúp phụ huynh và học sinh có được sự an tâm. Bước vào môn thi đầu tiên sáng nay, phần lớn thí sinh đều sẵn sàng với tâm thế tự tin, yên tâm bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2. Sáng hôm nay đi thi thì em chuẩn bị một tâm lý rất thoải mái và rất tự tin. Trường với lại sở đã cho xét nghiệm trước nên là ba mẹ em cũng yên tâm và em cũng yên tâm. Nhiều phụ huynh chia sẻ với phương châm phòng dịch tốt, quy chế nghiêm của Đà Nẵng. Phụ huynh rất yên tâm khi đưa con em mình đi thi, khi ngay buổi thi đầu tiên, công tác phòng dịch được đảm bảo và siết chặt nghiêm ngặt ở tất cả 25 điểm thi. Rất yên tâm luôn, chăm sóc phòng dịch cũng như lo chắn cho các cháu. Ngày hôm qua, mấy ngày nay là phụ huynh rất yên tâm trong cái khoảng mà phòng dịch này. Tham gia kỳ thi lần này, các thí sinh tại Đà Nẵng phải giữ khoảng cách an toàn, thay khẩu trang mới do Sở Y tế cung cấp, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt. Sau đó mới vào khu vực phòng thi chờ gọi tên theo danh sách. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, cuối buổi thi, bộ phận phục vụ sẽ tiến hành lau sát khuẩn bề mặt tất cả các phòng thi, bàn ghế và xử lý rác thải y tế nhằm đảm bảo an toàn.